Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Thì hôm nay xin gửi đến với cô chú anh chị em mình xem tham khảo một căn nhà một trệt một lầu. Đây là thuộc phường An Thế, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Thì căn nhà một trệt một lầu cặp với chợ Trần Quang Diệu nghe. Thì bán cánh kính trong vòng 500m là đầy đủ tiện ích hết. Chợ Trần Quang Diệu và trường cấp 1, cấp 2, rồi trường mẫu giáo, rồi bệnh viện đồ này kia thì rất là gần đây. Thì căn nhà này đang trong hẻm là 517 Trần Quang Diệu. Thì diện tích của căn nhà bề ngang là 3m95, chiều dài là 15m75, tổng diện tích là 62m, tổng diện tích sử dụng một trệt một lầu là 124m, lộ trước nhà lộ ô tô. Thì căn nhà này đang quay về hướng nam, rất là mát mẻ luôn. Phòng khách rất là rộng rãi, có thể đậu xe ô tô trong nhà được luôn. Thì căn nhà thuận tiện làm mở spa hay là gì cũng được ha, mua bán kinh doanh gì cũng được. Ở đây cũng ngay ngã ba đường. Thì đây là vị trí phía ngoài của căn nhà. Thì căn nhà có hàng rào phía trước hai cửa, thì bốn cánh gắn kiến cường lực. Phía trước thì có hàng rào ở phía trước luôn. Đây là thiết kế của căn nhà phía trước ha. Lộ ở trước nhà thì lộ 4m chững lộ nhựa, cách lộ Trần Quang Diệu khoảng chừng 50m là tới đường Trần Quang Diệu. Đó, đi hướng này thẳng ra đường Trần Quang Diệu thì camera an ninh đầy đủ, tiện đường đầy đủ luôn. Đây là phía ngoài của căn nhà. Căn nhà mới 100%, rất là sang trọng luôn. Căn nhà này một phòng khách, 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 2 toilet. Số nhà là 91/67H. Đường Cách Mạng tháng 8, Trần Quang Diệu ha. Đây, đường hẻm này 517 Trần Quang Diệu. Thì mời quý cô chú anh chị em mình dài vô trong tham quan trong căn nhà. Thì căn nhà cũng có thiết kế hoa văn đồ này kia cũng rất là đẹp ha. Trên trần thì có vẽ bức tranh mây xanh luôn. Nhà thì rất là rộng rãi, thoải mái. Phòng khách ở tầng trệt này có một phòng ngủ ở tầng trệt luôn nha. Và nhà này một phòng ngủ ở tầng trệt và một không gian bếp ở phía sau và một nhà vệ sinh ở phía sau. Phòng ngủ thì diện tích khoảng chiều qua gần 3m, chiều qua lại thì 4m, khoảng 12m2. Phòng ngủ cũng khá là rộng rãi. Cửa phòng là cửa nhôm siêu pha kiến đục. Ở phía sau cùng này là một gian bếp, kệ bếp thì âm tường. Trên trần thì cũng có đóng la phong dịp cấp và có vẽ một bức tranh mây bay màu xanh ha. Đây là phía bên này nhà vệ sinh, phía bên này nhà vệ sinh thì dán gạch từ dưới lên trên luôn, xài đồ cũng là cao cấp. Nhà này ở phía sau này thì dán gạch lên chính tắc. Đó, quay ra phía này thì phía hướng hướng nam. Thì mời quý cô chú anh chị em mình lên trên lầu tham quan trên lầu, mấy phòng ngủ trên lầu. Thì trên lầu có tặng hai cái máy lạnh, 3 phòng ngủ tặng 2 máy lạnh nha. Tổng diện tích căn nhà này thì 4 phòng ngủ, gia đình đông ở rất là rộng rãi thoải mái luôn. Thì ở phía xa này là 2 phòng ngủ nè. 2 phòng ngủ cũng khá là rộng rãi, thoải mái. Tặng máy lạnh còn mới 99% luôn. Nhà này mới 100% nghe, mới xây dựng hoàn thiện. Thì chủ có nhu cầu bán cho quý cô chú anh chị em nào cần sở hữu một căn nhà mới ở ha, một trệt một lầu, giá dao động chỉ có 2 tỷ
490 triệu là sở hữu ngay một căn nhà rất là rộng rãi thoải mái. Đây là trên trần của phòng ngủ ở phía sau. Chiều ngang 4m, 3m, 95, chiều dài 15m, 75 thì 62m. Căn nhà thiết kế rất là rộng rãi thoải mái luôn. Ở trên đây thì 3 phòng ngủ và 1 phòng thờ, ở dưới đất 1 phòng ngủ nữa là 4 phòng ngủ. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm đến căn nhà này thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0396400040, dẫn quý cô chú anh chị em đi coi khi vừa ý gặp chủ mình thương lượng mua bán ha. Ngay chỗ cầu thang lên thì có cái giếng trời lấy sáng lấy gió vô được, rất là mát mẻ luôn. Đây là vệ sinh, nhà vệ sinh ở trên lầu. Còn đây là căn phòng ở phía trước ha, có lấy ánh sáng ngoài, có cửa chớp, rất là mát mẻ luôn. Còn đây là phía trước của căn nhà. Chỗ này có thể mình gia đình mình có thờ cúng thì làm thờ cúng ngay cái chỗ này ha. Đây là trên lầu phía trước của căn nhà, một phòng thờ cúng và có hành lang ban công đồ ở phía trước đây. Nhìn đây thì dòng qua đây thì nhà thì kích dịch với nhau hết trơn. Khu này rất là an ninh, an ninh rất là tốt và rất là mát mẻ và yên tĩnh luôn. Gần đường Cách Mạng 8, gần chợ Trần Quang Diệu. Một căn nhà mới đẹp, giá chỉ có 2.490 triệu là sẽ sở hữu ngay một căn nhà. Rất là đẹp, rất là mới luôn. Nhà mới 100%. Quý chú anh chị em nào cần một sở hữu một căn nhà lọt ô tô có thể vô nhà đậu trong nhà, và nhà rộng rãi tới 4 phòng ngủ thì mình xem tham khảo căn nhà này ha. Giá dao động chỉ có 2.490 triệu sở hữu ngay căn nhà mới 100%. Cảm ơn quý cô chú anh chị em đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại những video sau. Đây là phía trước của căn nhà ha.